Ờ, quá gây khó khăn đẹp cho đàn trai. Đẹp trai quá, choáng ngợp luôn. Đáng lẽ dễ thương vậy chị phải ái em chứ. Để... mái tóc rất là đặc biệt. Chê đàn trai hay để anh nè, qua anh chê đàn gái coi. Chê có gì đâu chê. Trời. Welcome. Trời ơi. Chê đi. Sao mà con gái với ai mà nhìn mà đẹp dữ. Rồi, xin mời bạn nữ chia sẻ về tên tuổi, nghề nghiệp của mình hiện nay ở đâu. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Dung ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bình Thạnh ạ. Em người Nghệ An ạ. Dạ, em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được gần 5 năm rồi chị. Rồi, bạn nam xin mời bạn giới thiệu. Em tên Tấn Đạt ạ. Năm nay em 28 tuổi. Gốc của em là Quảng Ngãi. Thì em chuyển vô thành phố sống là cũng mười mấy năm rồi. Cũng khu vực miền Trung ha. Dạ. Giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Về ưu điểm của em thì mạnh mẽ, tự tin trong giao tiếp. Cũng chính vì mạnh mẽ quá cho nên rất là khó kiếm người yêu ạ. Mà con trai thì cần sự dịu dàng. Chị thấy em rất dịu dàng mà. Dạ, lên trên này vậy chị ơi, ngoài không có dịu dàng đâu. Dạ. Còn điểm yếu của em là gì? Chắc là lẽ là dễ tin người. Đó giờ có bị ai lừa chưa? Dạ rồi chị, em bị lừa mấy vụ về tiền đấy chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao sao rồi, kể vụ nào lừa lớn thì sao mà người ta nói sao người ta dụ được em? Tết năm trước ấy, em về ấy, thế là bạn bảo là cho anh mượn cái xe. Em cũng thật lắm, em đưa cả vẹt xe với là bảo hiểm. Em bảo cho thôi cầm đi cho chắc, lượng mấy công an tít vào. Đúng rồi. Hết xong đến lúc người ta cầm xe em luôn chị. Xong lúc em cho bán mượn tiền, bây giờ bán xu luôn. Ờ thôi nha, em mất đừng để bị lừa nữa nha. Dạ. Nói đồng tiền là khúc ruột. Muốn nói gì cũng nói cũng được, muốn làm gì cũng được, mà được tiền là không bao giờ tuyệt đối đưa ra. Nhớ nha, bài học xương máu đó chị cũng bị hoài á. Bắt tay đây. Tin thì dạ. Thoải mái hả? Dạ. Tin thì tùy theo cảm xúc, còn tiền là tuyệt đối là không bao giờ được rí ra như một đồng. Rồi, nhớ nha. Bên bạn gái đó chia sẻ về bạn trai. À, mình có... có ý định gì mượn tiền bên này không? Cũng có chị. Hả? Bậy bậy bậy. Có đi, ta còn nợ tình chứ. Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình ạ. Và lúc em còn đang học đại học. Bao nhiêu năm? Dạ, 7 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ, cuối cùng là tính tình không hợp ạ. À, quen ta đã rồi nó tính tình không hợp. Dạ, đó là chị. Bên gái nói mà em đâu nói đâu. Bạn gái nói hả? Dạ vâng. Mình phải rút ra kinh nghiệm sau 3 mối tình đó. Dạ, đầu tiên có lẽ là tính cách là khó tính. Dạ, em thấy dễ thương vậy ha, thấy hiền lành gì mà khó tính hả? Không phải khó tính gì nhưng mà nhiều khi nó nóng tính á, nhiều lúc không quan tâm đến người ta. Không quan tâm đến người ta cái này là nặng nữa. Mình quen người ta mình phải dễ tính chút xíu, mình phải quan tâm người ta nhiều chút xíu mới là tình yêu chứ. Dạ, đúng không? Vâng. Cái này là rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mối tình tiếp theo là không được vậy ha. Dạ vâng. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu? Em chưa tới được 4 năm rồi chị. Tại sao 4 năm này không quen được ai? Dạ chị ơi, cũng có quen nhưng mà toàn là những người có gia đình rồi chị. Toàn ấy xảo chị. Lúc đầu gặp thì bảo là anh chưa có gia đình. Đến khi một thời gian sau mới lòi ra. Mới lòi ra là anh có gia đình rồi. Nhưng mà anh với vợ anh không được hạnh phúc. Sắp ly dị. Mấy em quen lắm em ơi. Em nghe hoài à. Xong em bảo chứ thôi em không thích làm người thứ ba. Còn quen mấy bạn con trai mới lớn thì bảo là anh chưa có người yêu. Đến khi tìm hiểu ra bảo anh có người yêu rồi nhưng mà anh với người yêu đang trục trặc. Hồi em chán quá, 4 năm qua em cứ vậy. Trời ơi, ghê không? Con trai bây giờ ghê lắm chị. Ở vậy đừng nghe lời anh Linh luôn. Tiền không đưa mà tình cũng không được đưa. Giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? À, ngoại hình thì cao khoảng 1m70, cao hơn em. Mặt chữ điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Mình muốn tìm người phụ nữ thế nào hả em? Sở thích của em á là về một người phụ nữ á là chín chắn. Sao gọi là sở thích trời? Hiền. Chị Cát Tường là tính tình hiền lành chút, rồi nói chung là biết xử sự trong gia đình với người lớn. Cái này anh nghĩ cũng dễ, không có khó đâu. Dạ. Còn cái gì nữa không? Con trai thì tất nhiên phải thích con gái là có dáng người. Dáng người sao? Dáng người chuẩn chị. Chuẩn hơn chị đó. Chuẩn hơn chị tức là chị Tường chưa chuẩn đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Bà Hòa giờ đó. Kìa, tới kìa. Kiếm chuẩn hơn tôi hả? Dạ vâng. Cao nhiêu? Dạ 1m7 ạ. Này ăn gian nè, đâu mà 1m7 mà lùng tè, đứng lên coi. 1m7. Xích lại đây. Cao hơn tôi nhiêu? Một xíu rồi 1m7, ai đo? Dạ máy đo. Đo 1m7. Máy đo. Máy nào? Tự tin của anh lo, ngồi xuống đây. Dạ vâng. Đừng có lo. Mày đạt làm như đẹp lắm vậy. Dạ đẹp. Không đẹp nhưng mà dễ thương vậy. Ừ. Ai nói dễ thương? Anh Quyền Linh nói. Trời ơi, tin nữa, cái tóc ai design cái kiểu tóc gì kỳ cục vậy? Vuốt lên. Để nó vuốt lên cho nó hói. Kỳ cục vậy. Cái này hói là... thì mình chịu hói, tự nhiên chạy xuống mấy cộng. Gì đâu sợ. Hớt lên mà. Đi, nghiêng qua một bên đi.
Dạ vâng, được chưa? Hỏi mọi người có phải vậy đẹp hơn không? Ác gì, tôi là tôi nâng đỡ mấy người không, cái tôi dìm hàng nào mà nói ác. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Nếu mà sắp xếp thì rất là nhanh vậy. Sắp xếp gì mà rất nhanh? Chi phí, chi tiêu của tiệc đám cưới. Có sẵn mà mình sắp xếp nhanh vậy? Dạ, của em chị. À, có nghĩa là có sẵn đang cất phải không? Sắp xếp lấy nó ra phải không? Dạ vâng. Ở đó, em đào chỗ đâu chỉ chị thôi. Dạ, ở dưới nhà em á. Dạ. Lúc rảnh rỗi em thích làm gì? Thích đóng cửa trong phòng đọc truyện. Truyện gì? Truyện tiên hiệp ạ. Tiên hiệp là chuyện gì? Thể loại tiên hiệp á. Hay là huyền huyễn á. Huyền huyễn à? Dạ vâng. Ừ, tôi mới nghe luôn á. Mà không quan tâm tới chuyện. Anh đâu có nghe chưa? Hả? Chưa. Hơi lạ ha, hàng chi người cũng lạ. Xuống chưa, xuống chưa, xuống tới chưa? Dạ. Xuống tới chưa? Xuống đâu ạ? Mà xuống chưa? Tới chưa? Chưa. Chưa tới nữa hả? Dạ vâng. Hàng chi thấy lơ lửng ở đâu á, trời ơi là trời. Nãy giờ nói chuyện mà chưa có xuống tới nữa. Ép đàn trai quá. Ờ, quá gây khó khăn đẹp cho đàn trai. Đẹp trai quá, choáng ngợp luôn. Đáng lẽ dễ thương vậy chị với em chứ. Để... mái tóc rất là đặc biệt. Chê đàn trai hay để anh nè, qua anh chê đàn gái coi. Chê, có gì đâu chê. Trời. Welcome. Trời ơi. Chê đi. Sao mà, con gái dài mà nhìn mà, đẹp dữ. Chào anh. Anh bên đây chị tưởng chê thôi chứ dễ thương lắm, hiền đó. Qua chị dập hồi ngồi rung bệnh á. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích, đó là gia trưởng, tính hay cam ram. Anh này không có gia trưởng đâu, cam ram chắc có đó. Và phải biết chăm sóc bản thân mình. Sạch sẽ không? Cũng đỡ đỡ chút, được được. Hơn lắm anh. Để ý cái bàn chân của người ta ấy. Bàn chân sao? Con trai anh, người ta nghĩ đi giày ấy, người ta không để ý bàn chân ấy. Nên bàn chân người ta rất là dơ. Nên em nhìn xem là nếu bàn chân người ta sạch ấy thì người ta sẽ sạch. Mà em thấy là cái bàn chân dơ quá à. Quay mùi dơ. Mở cái bàn chân ra. Mãi sao nói sớm. Mở cái đôi giày ra. Mở luôn, dế luôn coi. Cái bàn chân, cái móng chân nó có đen. Đen thì được, mà móng chân đen là chết rồi, rồi đất không là chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Cái chân ta đàn ông ta nó chai sàn. Anh Linh cởi coi. Hả? Anh Linh cởi coi. Đúng rồi. Cởi coi. Phải không quý vị? Cởi chi? Coi lễ cho một coi ông Mai thôi chứ cởi. Khó quá, để con hỏi con còn gì nữa. Nói chung là chân cũng được, không đến nổi đâu. Không, cởi ra mà không có nghe bốc mùi. Ừ, được, nói chung là được. Quan trọng đi tìm mình yêu là tìm cái bằng chân trước phải không? Dạ. Rồi, còn cái gì nữa? Em không thích con trai lăng hô anh. Rồi con trai mà keo kiệt của anh. Keo? Em không có keo không? Dạ không. Không, hết rồi đúng không? Dạ. Ừ, vậy được rồi. Rồi, ví dụ bằng chân bỏ qua đi ha. Giờ gặp người thân nè, có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em ạ. Chào cô. Chào Quyền Linh và cô gái cô lợi hại quá cô. Đó giờ có dắt anh nào về nhà ra mắt mẹ chưa? Chưa. Giờ dắt anh này về được không? Được. Dạ cô thấy ảnh bụng sao cô? Cô nói thiệt bụng đi cô thấy ảnh lên đó sao cô? Cô thấy là cùng phù hợp với con gái cô. Ủa cái mái tóc vậy cô chịu luôn rồi đó hả cô? Chịu luôn. Cột cái bản tính con người, bản chất con người thôi, mái tóc cũng đã thành vấn đề. Chân sao cái chân? Má có coi chân à? Chân được. Chân được. Rồi, mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với em gái và một đứa em họ. Em gái? Em dạ gái ruột hả? Em gái ruột ạ. Em gái ruột dễ thương. Rồi, anh trai ruột cũng dễ thương. Rồi chào em đi, nói chuyện với em gái đi cơm. Xoay ghế ra. Chào em. Dạ em chào chị. Em thấy chị gái này sao? Chị dễ thương, giống chị hai mình. Anh có tật xấu gì nữa không em? Dạ không, anh của em thì tốt lắm. Em có yêu cầu gì chị dâu tương lai không? Dạ không, cái đó anh em yêu cầu chứ em đâu có quyền đâu. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên ha, cho hai bên gặp mặt nha. Cặp này vui nè. Vì dễ thương lắm á, chuẩn bị nha. Kéo màn lên. Bên kia cởi dài ra sẵn đi. Bắt đầu. Dán cái máy lên, dán cái máy tóc lên. Dán qua. Có món quà nè các bạn. Bây giờ chị hỏi em nè, em dòm nè, đó. Giờ là đó, đứng đi. Bây giờ là tôi dán qua cho đẹp nè, dán qua nè, đẹp không? Nè, hồi nãy tôi mở màn qua là vậy nè. Đó. Coi cái nào đẹp. Đó, em dòm đi. Hết lên gì? À. Hết qua. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình vô chuyện tình cảm nha. Dạ vâng. Bắt đầu. Nếu mà được á thì bạn định khi nào kết hôn? Theo mình nghĩ ấy, hai người đã có tình cảm thật ấy thì cái chuyện thời gian ngắn hay dài nó cũng không quan trọng. Quan trọng là trong quá trình tìm hiểu thì hai người phải thể hiện cái nhược điểm của mình. Nếu như chấp nhận được cái nhược điểm của mình của nhau ấy thì tiến đến hôn nhân nó dễ. Thực sự ra thì tính mình rất là nóng và rất là ngang. Những cái mà bạn không thích ấy thì thực ra là những điều đó của mình. Nói chung là mình rất là ương ngạnh. Nên là
Mình xưng là anh em cho nó ngọt. Ai lớn tuổi hơn ai? Đây lớn tuổi hơn. Lớn sao không được? Bởi vì tính ấy không có gì tự tin, tóc cũng không tự tin, bây giờ xưng hô cũng không tự tin nữa. Như em đi, em anh. Anh đi. Em coi. À, nói chung là anh thì cũng khó tính. Ừ. Nhưng mà khó tính nhưng mà kiềm chế được. À. Nó nổi nóng gì đó là hay đang buồn giận gì đó là chị hát lên, hát to lên vậy đó. Cho nó hết tức rồi dễ, xong. Dễ tính. Nhưng mà thử la cỡ nào? Thí dụ thì nóng tính của la cỡ nào? À! Dạ. Sợ chưa? Bình thường anh. Đó thấy chưa? Chứ có gì mà. Em tức lên em có ném đồ luôn anh. Còn cái đó mình like được chứ ném đồ phí lắm. Ừ. Nếu mà là thôi cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận gì về em? À, nói chung từ dáng người đến khuôn mặt thì nói chung là chuẩn. Còn bạn nghĩ về mình? Thấy bạn cũng hiền. Mặt hiền mặt dụ á. Đừng mượn tiền nha. Dạ có gì. Quen sao không mượn chứ. Bắt tay gì tương rồi không có cho mượn nữa. Giờ mình mượn lại. Có đó được. À. Nếu mà trường hợp bạn bấm nút. À, ok. Đầu có chí hả? Không biết nói gì nữa. Giải hoài à. Rồi hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Cái nút chỗ nào? Kiếm đi. À đây. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Cái thai này rất là hơi nhút nhát hơn bạn chút xíu đấy. Dễ thương ha. Tính cũng thật thà lắm. Dạ. Bên kia thì cao, đẹp gái. Hai người sẽ có thời gian để đi xem phim tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Ha, hy vọng các bạn sẽ có một cái tin gì vui vui báo với tôi. Dạ, dạ ba. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh tại các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, rồi em cảm ơn chương trình. Rồi, nắm tay bạn gái đi xem phim đi.